Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 13: Mượn lực gió đông không một. Mấy ngày nay tin tức Đường Lệ từ đi về hướng Tây tìm Bích Lạc Cung, hành tung y biến mất ở Miêu Nha Phong đã xôn xao truyền đi trong giang hồ. Các môn phái giang hồ không ai hiểu nổi hành động này của Uyển Úc Nguyệt Đán, Kiếm hội Trung Nguyên liên tiếp mất đi hai đại cao thủ, mà Đường Lệ từ giết chết Thi Đình Hạc và Dư Khấp Phượng rồi cũng không đứng ra giải thích rõ ràng với Võ Lâm. Tuy Giang Phi Vũ của Nhạn Môn có chứng cứ xác thực cho thấy Thi Đình Hạc dính líu tới Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn, chính là kẻ ác mua danh trục lợi, bị giết cũng chưa đền hết tội, nhưng Nhạn Môn lại không phải môn phái lớn trên giang hồ, thấp cổ bé họng nên chẳng mấy người để ý. Huống hồ cứ coi như Thi Đình Hạc là kẻ ác đi thì dư khấp phượng cũng đường đường là hiệp sĩ trung nguyên, thanh danh vang dội. Đường lệ từ mang theo cao thủ hắc đạo chỉ vân và sát thủ thầm lang hồn của thập tam lâu xông vào dư gia kiếm trang giết dư khấp phượng, nổ tung dư gia kiếm trang, còn đào mộ mẹ đẻ dư khấp phượng lên, làm đủ chuyện táng tận lương tâm khiến người ta căm hận. Tuy không biết vì sao chủ nhân vạn hiếu trai là đường lệ từ lại muốn giết kiếm vương dư khấp phượng, nhưng hai người này đều có địa vị cao, nên chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã nổi lên đủ loại tin đồn thất thiệt. Đường Lệ Từ trở thành cái tên ai ai cũng biết. Có người nói Y Kiêu ngạo cuồng vọng là ma đầu tự coi mình đúng. Có người lại bảo Y biết nhìn xa trông rộng là anh hùng trừ bảo cho Giang Hồ. Lại có kẻ nói hai người này đánh nhau chẳng qua vì ràng buộc lợi ích. Quá nửa là trước đây hai bên có giao kèo gì đó. Cũng có kẻ bảo Đường Lệ Từ giết dư khớp phượng có khi chỉ vì nhàn cư vi bất thiện muốn chơi trội lấy tiếng trong võ lâm giữa những lời bàn tán xôn xao chuyện huyền úc nguyệt đán cho mấy người này vào ở trong bích lạc cung lại khơi lên sóng to gió lớn có người nói chắc chắn bích lạc cung đã bị ma đầu họ đường san thành bình địa huyền úc nguyệt đán chết từ lâu rồi lại có người bảo huyền úc nguyệt đán không dám đắc tội đường lệ từ không dám đắc tội triều đình quan phủ vân vân tuy lời ra tiếng vào nhiều nhưng giang hồ mấy ngày nay lại yên ổn một cách kỳ lạ. Kiếm hội Trung Nguyên mời kiếm khách từ các môn phái đến tụ họp ở núi Hảo Vân để bàn chuyện đường lệ tư, nhưng đã 8 ngày trôi qua kể từ khi khai hội mà hình như vẫn chưa có kết quả gì. Mà tinh quỷ cửu tâm hoàn nghe đồn đã hại chết Tây Phong kiếm hiệp phong truyền hương và thiết bút văn thụy kỳ cũng mất tích khỏi giang hồ. Tựa như trên giang hồ chưa từng xuất hiện loại thuốc này, chỉ toàn là lời đồn vô căn cứ mọi chuyện vẫn còn dối như mớ bỏng bong, nháy mắt đã qua 10 ngày. Trên miêu nha phong, tả hộ sứ của Bích Lạc Cung đang dâng lên uyển Úc Nguyệt đán một lá thư đưa bằng bồ câu, thuật lại ngắn gọn thế cục giang hồ trước mắt. Huyền Úc Nguyệt Đán đương nhiên không đọc được nội dung trên giấy, tả hộ sứ đọc đều đều một lượt như mọi lần. Huyền Úc Nguyệt Đán ngồi tựa vào lò sưởi thanh nhã trắng ngần làm bằng bạch ngọc, càng tôn lên nét trẻ con yếu ớt của hắn, nghe xong thì cười nhạt ngươi cũng thấy kỳ lạ phải không tả hộ sứ lắc đầu im lặng đứng yên trước mặt hắn huyền úc nguyệt đán bưng bát canh sâm lên uống một ngụm thiết tĩnh có ý kiến gì với đường lệ từ không tả hộ sứ trầm ngâm một hồi rồi đáp tai họa nếp nhăn nơi khóe mắt huyền úc nguyệt đán thoáng giãn ra vậy diêm nhi thì sao diêm nhi trong lời hắn là hữu hộ sứ của công chủ bích lạc cung thiết tĩnh đáp hắn cảm thấy cũng không tệ uyển úc nguyệt đán cười nói chắc là hắn nhìn chúng đối thủ kia rồi thiết tĩnh cười nhạt mấy ngày nay hắn đang nghiền ngẫm cách khắc chế phi đao uyển úc nguyệt đán bật cười trong công dù sao cũng tịch mịch tìm được đối thủ là chuyện tốt người lui xuống đi thiết tĩnh hành lễ lui ra uyển úc nguyệt đán đậy nắp bát canh sâm lại nhắm mắt lặng lẽ suy tư đường lệ từ nam nhân độc như rắn rết tâm tính ác độc tà mị lại làm việc tốt hết lần này đến lần khác, đại gian, đại ác và đại thiện đại nghĩa giao hòa với nhau, tỏa ra một vầng hào quang khác lạ. Nam nhân như vậy cực kỳ thu hút người ta hợp tác với y, muốn xem y làm việc tốt sẽ có kết quả như thế nào. Có điều bắt tay với rắn, cho dù là rắn không độc, thậm chí là một con rắn mỹ lệ câu hồn đoạt phách thì cũng khó mà nói, nó hoàn toàn vô hại. Hắn chậm chậm mở to mắt, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ xa xa là những đỉnh núi đóng băng nhấp nhô trời xanh trong vắt biển mây vô tận nhưng in trong mắt hắn chỉ là một mảng đỏ máu hắn cách xa trời bao nhiêu thì cách xa giang hồ bấy nhiêu cách xa gió tanh mưa máu bấy nhiêu tiểu nguyệt hà hiểu thu đứng ở cửa lặng lẽ ngó vào ngươi đang làm gì hiểu thu huyền úc nguyệt đán mỉm cười chuyện gì thế vào đi ca ca của ta lại đánh nhau với chỉ vân nữa rồi ngươi mặc kệ à hà hiểu thu đi vào ca ca còn nói đường công tử mang phiền toái đến cho chúng ta bây giờ dưới chân miêu nha phong có nhiều người khả nghi lắm bọn họ đang thăm dò xem bích lạc cung ở đâu tất cả đều nhắm vào đường công tử tiểu nguyệt người giữ bọn họ lại làm gì hà diêm nhi là đại ca của hà hiểu thu chính là hữu hộ sứ của huyền úc nguyệt đán chuyện điền văn bọn họ không phải người xấu nếu ta đuổi họ đi thì những người dưới chân núi nhất định sẽ giết họ vậy chẳng phải đáng thương lắm à uyển úc nguyệt đán khẽ thở dài hà hiểu thu à lên vậy là chúng ta đang cứu người sao đúng vậy uyển úc nguyệt đán lại khẽ thở dài vậy cớ sao ngươi phải thở dài hà hiểu thu cau mày nhìn uyển úc nguyệt đán ta thấy đường công tử kia trông chẳng giống người đang bị đuổi giết tẹo nào còn đang đọc sách nữa chứ một người vui vẻ như vậy có tri thức lễ nghĩa thế mà lại đọc tam tự kinh còn đọc một trang rõ lâu chẳng hiểu đang đọc cái gì nữa vậy à huyền úc nguyệt đán hỏi dạo này ngươi đọc sách gì ta ấy à lâu rồi ta không đọc sách ở đây không có sách mới để đọc mấy quyển sách cổ do mấy lão già viết thì ta không thích đọc còn thơ ca với sách chép tay lại không truyền đến chỗ chúng ta hà hiểu thu cúi đầu có điều ta biết truyền đến đây sống là tốt cho mọi người ta không oán trách chút nào cả làm khó ngươi rồi Ánh mắt Huyền Úc Nguyệt Đán có phần ảm đạm, mọi người đều phải chịu khổ. Ta không khổ chút nào hết, mọi người cũng không ai khổ cả. Hà Hiểu Thu nói, để dọn đến đây mà, ngay cả mộ của An Noãn, Tiểu Nguyệt ngươi cũng. Nàng buồn bã không nói tiếng được. Để dọn đến nơi không một dấu chân người này, Huyền Úc Nguyệt Đán đã bỏ lại phần mộ của Văn Nhân Noãn và Dương Tiểu Trọng, để hai người họ vĩnh viễn ở lại giang nam cho dù hàng năm đến ngày rỗ, hắn vẫn đến đó cung tế, nhưng thứ phải để lại, đâu chỉ là hai ngôi mộ chứ. Miêu nhà phong trời băng đất tuyết, đường xá xa xôi, huống chi nơi này còn cách mặt đất hàng trăm trượng, phải đu dây thừng qua, chuyển mộ đã khó nay càng thêm khó. Và lại không ai biết mọi người có thể dừng chân ở đây bao lâu, cho nên cũng chỉ làm được đến vậy. Hiểu thu, sống thế này người có vui không? Huyền Úc Nguyệt Đán thong thả hỏi, ta, hà hiểu thu nhỏ giọng chỉ cần tiểu nguyệt vui thì ta sẽ vui mọi người đều vui là niềm vui của ngày trước hay niềm vui của bây giờ hắn dịu dàng hỏi đôi mắt hà hiểu thu từ từ ngấn lệ đương nhiên là chấm vui vẻ như khi còn an oãn như thuở ấu thơ nàng cất giọng run rẩy chợt quay người đi ta đi ăn cơm đây nói rồi che mặt chạy vội ra ngoài khóe miệng uyển úc nguyệt đán nở một nụ cười nhàn nhạt xen lẫn chút thê lương. Nhà đầu mốc, còn một canh giờ nữa mới đến bữa cơm mà, đúng là đứa trẻ không biết nói dối. Niềm vui của ngày trước, niềm vui khi an ngoãn còn sống, niềm vui thuở bé thơ, không cần trải qua cuộc sống trôi giạt tạm bỡ khắp nơi như thế này. Bích lạc cung ơi là bích lạc cung, cha ơi là cha, năm đó người rốt cuộc đã làm thế nào để trông đỡ cả một khoảng trời để giữ vững danh tiếng lẫy lừng của bích lạc cung để bảo vệ nó bình an vô sự để giữ cho nó tránh xa những thị phi trốn giang hồ để chúng con được sống vui vẻ như vậy chứ có lẽ cha đã sống trong thời đại yên bình nhưng cha à có một điều con không muốn hâm mộ người con không muốn bích lạc cung lại có ngày bị người đến tận cửa đòi chém đòi giết máu đổ lênh láng như trước kia nữa con không muốn trải qua những ngày tháng trôi giạt khắp nơi con không muốn những thanh kiếm nằm cô quạnh trong cung con không muốn người trong cung phải rơi nước mắt cho nên con phải trở nên mạnh hơn đến một ngày nào đó con muốn đón hai ngôi mộ kia về đến một ngày nào đó con muốn thiên hạ này không kẻ nào dám đến trước cửa bích lạc cung chỉ vào bảng hiệu réo hai chữ bích lạc con muốn đời sau và đời sau nữa của những người trong cung ai cũng trải qua một cuộc sống đơn giản vui tươi như con hồi nhỏ cho nên Uyển Úc Nguyệt Đán nắm chặt bát canh sâm kia, nắm thật chặt, chặt đến nỗi đốt món tay cũng trắng bệch ra. Cho nên, an ngoãn, ta không quay về được nữa, vĩnh viễn không thể trở về làm đứa trẻ bắt chuồn chuồn nằm ngủ trên đồng cỏ. Dù ta rất muốn trở về, nhưng không về được nữa, bởi vì ta là cung chủ. Trong phòng khách, đường lệ từ dựa lưng vào hai tấm chăn nệm, nằm trên giường đọc sách. Hai tấm chăn trên giường một cái là của giường y, một cái là của giường chỉ vân. Chăn nệm của bích lạc cung tất nhiên mềm mại bồng bềnh như tuyết, dựa vào cực kỳ thích. Đường lệ từ dựa vào hai tấm chăn nệm chăm chú đọc tam tự kinh, chỉ vân mặt nổi đầy gân xanh đang ngồi xếp bằng trên một cái giường khác. Vừa rồi đường lệ từ còn cười cười bảo ngồi tĩnh tọa điều tức thì nên bình tâm tĩnh khí, đừng nghĩ linh tinh. Trong lòng hắn tràn đầy phẫn uất tâm không được tĩnh, chỉ e sẽ tẩu hòa nhập ma thôi khỏi tĩnh tọa còn tốt hơn, chi bằng đi pha cho y chén trà. Y nói thế làm sắc mặt chỉ vân ngày càng tím lại, mùi vững trên giường xếp bằng, nhất quyết không xuống. Ngoài cửa có ai thong thả bước vào, dáng không cao không thấp, tiếng bước chân giống như một người bình thường, chính là thẩm lang hồn. Đường lệ từ chìa chìa quyền sách mời hắn cứ ngồi tự nhiên, thẩm lang hồn khẽ gật đầu nhưng không ngồi, bình thản nói, ta có chuyện này nghĩ mãi không ra nghĩ mãi không ra đường lệ từ lật một trang sách không hiểu vì sao uyển úc nguyệt đán lại cho chúng ta ở lại miêu nha phong à vòng bạc tẩy cốt trên cổ tay trái y tỏa sáng lấp lánh tôn lên màu da trắng nõn mềm mịn trông vô cùng đẹp mắt thẩm lăng hồn gật đầu vì sao mắt đường lệ từ vẫn nhìn sách khóe miệng mỉm cười người nghĩ uyển úc nguyệt đán là người thế nào thẩm lăng hồn hờ hững đáp cao nhân ánh mắt đường lệ từ truyền từ dòng thứ nhất xuống dòng thứ hai hắn không phải cao nhân hắn là vương giả thẩm lang hồn thoáng chấn động vương giả đường lệ từ khẽ mỉm cười vương giả trốn giang hồ không đứng dưới người khác không khuất phục trước cái uy của người yếu thì tránh đến chân trời mạnh thì uy chấn thiên hạ bích lạc cung bị hủy diệt dưới tay huyền úc một như lại hồi sinh trong tay huyền úc nguyệt đán huyền úc một như có tài gìn giữ cơ nghiệp dưới thời ông danh tiếng thần bí của bích lạc cung đã phát huy đến tận cung nhưng thần bí chẳng qua chỉ là một thứ hư ảo thần bí có cái lợi là làm người ta sinh lòng sợ hãi kính nể nhưng nó cũng có hai cái hại thứ nhất cung điện thần bí đóng cửa tự thủ tất nhiên không có bạn bè thứ hai người trong cung hiếm khi được ra ngoài người như tất thu hàn lại quá ít ra ngoài cũng không dám tự xưng là môn hạ của bích lạc cung đệ tử trong cung võ công tuy cao nhưng toàn đánh nhau trên giấy, đa số chỉ ngồi trên gác cao luận đảo, khó tránh khỏi xa rời thực tế. Cho nên, thẩm lăng hồn tiếp, cho nên khi Lý Lăng Yến dẫn quân đến trước cửa, bích lạc cung gần như rơi vào họa diệt môn. Đường lệ từ đáp, không sai, chỉ cần có người đầu tiên khơi màu lột mặt nạ trước, sẽ có người thứ hai, thứ ba, mà bích lạc cung đánh một trận ở Lạc Dương đã lộ rõ thực lực cuối cùng không hề kinh người như trong truyền thuyết vì vậy mới tránh đến chân trời hai chữ thần bí đã không còn là gốc dễ lập cung nữa ánh mắt y lại truyền từ dòng thứ ba sang dòng thứ tư cho nên sau này nếu bích lạc cung không muốn làm chó nhà có tang tránh xa giang hồ không muốn từ bỏ mảnh đất trung nguyên thì ắt phải có hành động quyết định như vậy không phải vì công chủ là uyển úc nguyệt đán mà do tình thế ép buộc không thể không làm y khẽ cười cho nên Nguyền Úc Nguyệt đán đồng ý cho chúng ta vào ở trong bích lạc cung không phải vì hắn uống lộn thuốc hay sợ chúng ta, mà vì hắn có toàn tính xưng vương thiên hạ, ta có lòng xáo trộn đất trời, hợp tình hợp ý mới có thể sống yên ổn với nhau. Mấy năm nay bích lạc cung tránh né giang hồ, thực lực chắc hẳn đã tiến xa. Bích lạc cung muốn trở về võ lâm cần một thời cơ thích hợp, vừa hay gặp được ngươi đang điều tra tinh quỷ cửu tâm hoàn liên tục giết hai người thi đình hạc và dư khấp phượng, khiến giang hồ gió cuốn mây vần. Thẩm lăng hồn bình thản nói, nhưng hắn làm sao dám chắc cho ngươi mượn lực là đúng. Khóe môi đường lệ từ khẽ cong lên thành một vệt hồng hào trơn mịn tươi đẹp, cái đó lại liên quan đến phán đoán của vương giả. Uyển Úc Nguyệt đán đoán ta có thể cho hắn thời cơ này, hơn nữa tất cả những người hợp tác cùng ta đều biết. Giọng yên dần dần mềm mỏng lại, khóe mắt cong lên, vành môi khẽ nhếch giọng nói dịu dàng đến câu hồn đoạt phách ta ra giá luôn cực kỳ ưu đãi căn bản ngươi muốn cái gì ta có thể cho ngươi cái đó thẩm lang hồn mỉm cười nhàn nhạt, nhạt đây là lần đầu tiên hắn cười có hồn một chút trước mặt đường lệ từ không biết là tin hay ngờ đường lệ từ lật sang trang tiếp theo hôm nay ngươi đến đây ta rất vui thẩm lang hồn ngạc nhiên sao cơ đường lệ từ khép sách lại mỉm cười nói chứng tỏ người coi ta là bạn. Thẩm lăng hồn tròn mắt nhìn y. Xưa nay hắn rất hiếm khi mở miệng, cho dù nói chuyện cũng không lộ rõ biểu cảm, lúc này lại bất ngờ bột miệng buông một câu. Ta thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc ngươi là một người thông minh hay là một tên đại ngốc. Đường lệ từ bật cười nhắm mắt tựa lên chăn nềm, còn ta biết người chấp nhận bán mình làm sát thủ để chuộc thi thể vợ mình về nhất định là một tên đại ngốc. Thẩm lang hồn ngẩn ra, bỗng bật cười chuyện này mà ngươi cũng nghe ngóng được không hổ là thiên hạ đệ nhất hồ ly tinh sở dĩ thẩm lang hồn cam chịu vào thập tam sát thủ lâu làm sát thủ đứng đầu đúng là do vợ hắn bị ném xuống hoàng hà sau đó di thể nàng bị lâu chủ của sát thủ lâu vớt được để chuộc di thể vợ về mà thẩm lang hồn mang kiếm vào lầu nhận tiền để lấy mạng người ta người đời cho là thẩm lang hồn lạnh lẽo vô tình không phân chính tả chẳng qua người này coi tình yêu với vợ quan trọng hơn lòng tôn kính với thanh kiếm trong tay mà thôi. Chương 14, mượn lực gió đông 02 hai. Giang Nam đồi núi chập trùng, cây cối bạt ngàn xanh mướt, có ngọn núi tên là Hảo Vân nằm sát biển Đông, bên bờ sông Trùng Nguyệt. Ngọn núi này không cao, chỉ tầm mấy chục trượng, nhưng nằm giữa những ngọn núi khác, ngọn núi thấp này lại có mây mù lơ lửng quanh năm, rất ít khi để người ta thấy rõ chân diện mục. Hơn nữa vì quá ẩm ướt mà trên đất đá mọc đầy rêu xanh, trơn trượt khó bám, tuy núi không cao nhưng rất khó leo, hơi nước trong không khí quá nhiều, người thường khó mà thở được, vậy nên cũng được coi là một cấm địa. Vấn kiếm đỉnh, giữa mây mù ẩn hiện trên đỉnh núi Hảo Vân, có một gian đình gỗ đơn sơ mờ mờ ảo ảo. Đỉnh này xây bằng gỗ mọc trên đỉnh núi, cũng phủ đầy rêu xanh, trong đỉnh ngoài mấy cái ghế dài ra thì chẳng còn vật dư thừa nào một người áo đen đứng quay lưng trong đình gỗ hơi nước mịt mờ mái tóc đen đọng đầy hạt nước li ti giống như nhuộm xương người còn lại là một hòa thượng mặc áo trắng xóa tóc cầm kiếm trong tay chính là thượng sư phổ châu theo như ngươi nói thì trong phù của dư khớp phượng giấu thuốc còn nuôi cả sát thủ đúng là dinh líu đến tinh quỷ cửu tâm hoàn người áo đen lạnh lùng nói nhưng ngươi có tận mắt nhìn thấy đường lệ từ lấy thuốc từ quan tài ra không dù y có lấy được thuốc đi nữa, thì ngươi làm sao dám chắc thuốc ấy đúng là tinh quỷ cửu tâm hoàn mà không phải thuốc khác. Lỡ đâu đường lệ từ gài tăng vật vu khống cho dư khấp phượng thì thế nào? Mỗi giả thiết đều có khả năng xảy ra như nhau, với tu vi và định lực của thượng sư thì lúc ấy không nên ra tay. Giờ dư khấp phượng mất mạng, dư ra kiếm trang bị hủy, chết không đối chứng, thượng sư làm sao ăn nói với thiếu lâm? Làm sao ăn nói với kiếm hội trung nguyên? Thượng sư phổ châu khép hờ hai mắt, chuyện xảy ra bất ngờ, đúng là ta không nhìn thấy đường lệ từ đào mộ lấy thuốc, cũng không biết thuốc này rốt cuộc có phải là độc dược trong truyền thuyết hay không. Nhưng tiêu kỳ lan, thẩm lang hồn và chỉ vân đồng thời ra tay với kiếm vương, ta chỉ ngăn được một người, không ngăn nổi hai người còn lại. Mà quý sư đệ cũng ra tay cản trở ta, tình thế hỗn loạn, đúng lúc ấy kiếm vương lại trúng ám khí của thẩm lang hồn, không rõ sống chết người áo đen chính là thành ôn bào sư huynh của cổ khê đàm sư đệ của tại hạ lỗ mãng tùy hứng nhẹ giả cả tin ta đã nhốt nó vào kiếm lao thanh vân sơn đóng cửa hối lỗi sư đệ trẻ người non giả không hiểu chuyện nhưng thượng sư là tiền bối không nên hồ đồ giống nó hắn ngẩng đầu nhìn mây mấy chục năm qua kiếm vương gây dựng được danh vọng lớn lao thân là thái sơn bắc đầu của võ lâm trung nguyên đâu thể bị lật đổ chỉ vì mấy người làm loạn một phen. Dù trong lòng thượng sư có nảy sinh nghi ngờ với hắn thì cũng nên tìm chứng cứ xác thật, mời kiếm hội Trung Nguyên đứng ra giải quyết. Giờ dư khớp phượng chết bất đắc kỳ tử, hắn có biết bao nhiêu người thân, bạn bè, môn đồ, kẻ giết hắn sẽ gây thù nhiều không đếm xuể. Dư khớp phượng từng là kiếm vương của kiếm hội, lại không thể chứng minh hắn buôn bán thuốc độc hắn chết rồi kiếm hội Trung Nguyên sẽ không thể để yên, bằng không mặt mũi kiếm hội biết giấu vào đâu được. Đường lệ từ gian trá rào hoạt, trốn đến tận Bích Lạc Cung trên miêu Nha Phong. Bích Lạc Cung có ân tình với Giang Hồ Võ Lâm nên kiếm hội Trung Nguyên không thể ra tay bắt người, nhưng thượng sư với sư đệ ngu rốt kia của ta lại không tránh được một phen phiền toái. Thượng sư Phổ Châu Bình Thản nói, người nhanh tay nhốt cổ khê đàm vào kiếm lao thanh vân sơn hẳn là đã sớm tính đến chuyện này rồi ôn bào không những đối nhân xử thế sắc bén như kiếm mà tầm nhìn và kiến thức cũng sắc bén như kiếm thành ôn bào cười khẩy mấy ngày này tốt nhất là thượng sư cứ đợi ở vấn kiếm đình đi ít nhất người đến đây cũng không phải hạng tạp nham có giao tình cũng dễ nói chuyện thượng sư phổ châu bình thản đáp nếu ta có tội ắt sẽ tự nhận thành ôn bào lạnh lùng nói nếu có tội thật thì nhận cũng chẳng sao chỉ sợ ngươi không có tội, chẳng qua phạm chút sai lầm thì nhận tội chính là chết oan. Thượng sư Phổ Châu bưng chén trà đặt trên ghế lên nhấp một ngủm, cả đời Phổ Châu, làm chuyện nên làm, giết kẻ nên giết, nếu có tội thì xuống địa ngục chuộc. Thành ôn bào lạnh lùng nói tiếp, ngươi rất hợp bắt tay với đường lệ từ đấy. Kẻ kia xưa nay vẫn luôn hành sự điên cuồng ngạo mạn, nếu ngươi không quan tâm đến ảnh hưởng lên chính đạo Trung Nguyên, thì ngươi cũng có thể làm giống như y giết kẻ ngươi cho là đáng chết, không cần giải thích với người đời một câu nào. Tiếc rằng ngươi xuất thân từ thiếu lâm, thuộc phe chính đạo, dù không giữ thanh quy thì cũng không thể bất chấp thanh danh bị ảnh hưởng, đây là chỗ đáng tiếc hận của ngươi. Thượng sư Phổ Châu thản nhiên nói, lấy thân làm gương, dẫn người hướng thiện, cũng là hành thiện, cũng là tu hành. Hai vị thật có nhã hứng thường trà ở vấn kiếm đình. Chợt nghe một tiếng cười dài, một người áo trắng lướt từ ngoài đình vào hắn mặc áo trắng đeo kiếm tím, tuổi chừng 40, tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn không mất đi phong độ người người, ngày trẻ nhất định là thiếu niên phong lưu. Hắn chính là phong bình thủ thiệu Duyên Bình, cao thủ đứng thứ tư trong kiếm hội Trung Nguyên, đứng trong vấn kiếm đỉnh, sao có thể không luận kiếm. Hai vị mà thư giãn gân cốt một tí thì chính là phúc của thiệu Duyên Bình, ha ha ha. Kiếm hội Trung Nguyên dùng kiếm thuật để xếp hàng. Năm ngoái thì Đình Hạc đánh bại Dư Khấp Phượng lấy được danh xưng kiếm vương, nhưng xếp hạng kiếm thuật lại dựa vào những trận chiến nổi danh trong năm và phải qua nguyên lão của kiếm hội bàn luận xem xét, cho nên kiếm hội vẫn xếp hạng Dư Khấp Phượng đứng đầu, thành ôn bào đứng thứ hai, thượng sư Phổ Châu đứng thứ bảy, mà Thiệu Duyên Bình đứng thứ 19. Thì Đình Hạc sau khi đánh bại Dư Khấp Phượng được xếp lên hạng ba, nhưng vị trí thứ ba của hắn không được mọi người công nhận, sau khi bỏ mạng lại càng không ai nhắc đến. Hàng năm các nguyên lão của kiếm hội Trung Nguyên sẽ họp nhau lại, chọn ra một nơi để tổ chức kiếm hội. Kiếm hội Trung Nguyên vẫn là một chuyện trọng đại trong võ lâm, nếu được xếp hạng trong kiếm hội chính là vinh dự cả đời học kiếm. Mà vấn kiếm đỉnh trên núi Hảo Vân là chỗ hẹn riêng tư của kiếm hội, hễ là kiếm thủ bước vào vấn kiếm đỉnh chính là lúc rốt kiếm mời khách, bất kỳ ai cũng có thể bước lên khiêu chiến. Thành ôn bào đen mặt lại, âm trầm nói, xin lỗi không tiếp chuyện được. Hắn xoay người ra khỏi đình, đi thẳng vào rừng cây, không thèm nhìn thiệu duyên bình lấy một cái. Thượng sư phổ châu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, thiệu duyên bình cũng không giận, phất phất tay áo thở dài, cái tên này vẫn chẳng coi ai ra gì, không biết trên đời này được mấy người lọt vào mắt hắn. Mắt cao hơn đầu, chẳng trách 30 tuổi đầu vẫn còn ế mốc cô nào kiếm thuật không được xếp vào 10 hạng đầu của kiếm hội, trong mắt hắn chỉ e đều là lợn xê. Thượng sư Phổ Châu không nghe hắn nói luyên thuyên, nhẹ nhàng nói, mời. Sau đó cũng định quay lưng bỏ đi, đợi đã, thượng sư Phổ Châu, thiệu duyên bình cười hề hề, chắc ngươi đã nghe nói nguyên lão của kiếm hội quyết định tóm gọn cả bè đảng của đường lệ tư dôi nhỉ Thượng sư Phổ Châu thoáng dừng chân, vậy à, thiệu duyên bình đáp, Kiếm hội đã phái người lên Miêu Nha Phong nói chuyện với Huyền Úc Nguyệt Đán, mời hắn giao người ra. Nếu thuận lợi thì sau tháng 3, kiếm hội sẽ triệu tập đại hội võ lâm, đem ra xử lý công khai. Thượng sư Phổ Châu bình thản nói, "Ta tôn trọng quyết định của kiếm hội." Thiệu Duyên bình tiếp, "Thiếu Lâm thay mặt trưởng môn viết thư gửi đến đây, muốn ngươi quay về Thiếu Lâm giải thích chuyện xảy ra ở kiếm trang cho rõ ràng. Kiếm hội sẽ kết hợp với Thiếu Lâm điều tra tường tận dư ra kiếm trang." đương nhiên cũng sẽ điều tra kỹ đường lệ tư. Nói tóm lại, chuyện xảy ra ở kiếm trang nhất định phải làm rõ cho cả thiên hạ biết. Thượng sư Phổ Châu khựng lại dây lát rồi tiến thẳng về phía trước, không đáp lời hắn cũng không ngoái đầu lại. Thiệu Duyên Bình thở dài, hòa thượng u ám tính tình lập dị, đúng là cực kỳ đáng ghét. Hắn lấy từ trong ngực ra một cái bản tính nhỏ bằng vàng gầy gầy mấy hạt châu, gương mặt anh tuấn toát lên vẻ suy tư tính toán, cũng có phần bất lực. Tùy hắn là tay kiếm hạng 19 trong kiếm hội, nhưng cũng là quản sự của kiếm hội. Nguyên lão đưa ra quyết định thì hắn phải bắt tay vào điều phối nhân lực lần lượt thi hành, vất vả khổ cực biết bao. Thiệu Duyên Bình làm công việc này không hề vui vẻ tự nguyện, nhưng ngoài hắn ra cũng chẳng còn ai thay thế được, đành cố mà làm thôi. Một con chim bồ câu bay tới đậu xuống đỉnh Vân Kiếm Đỉnh. Thiệu Duyên Bình giơ tay lên, chim bồ câu đậu xuống đó, hắn mở cuộn giấy nhỏ buộc trên chân chim ra đọc, giật mình hoảng sợ, nhạn môn bị diệt chỉ trong một đêm, lẽ nào? Mùng 5 tháng 5, nhạn môn bị diệt, 48 người chết, toàn bộ thi thể phủ đầy ban tím, chúng độc mà chết. Mùng 6 tháng 5, kỳ phong tiêu gia bị diệt, 22 người chết, toàn bộ thi thể bị người ta treo cổ lên xà nhà, trên thi thể cũng phủ đầy ban tím. Mùng 7 tháng 5, Thanh Vân Sơn gặp nạn, có một cô gái áo trắng xông vào, dùng độc giết chết ba người thuộc kiếm đạo Thanh Vân Sơn, hai người khác bị thương, đến nay đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, cổ khê đàm may mắn ở trong mục nên không sao. Mùng 8 tháng 5, núi nhạc hồ của Trì Vân bị tập kích, một cô gái áo trắng xông vào sơn trại, dùng độc hại người. May mà tuyết tuyến tử không hiểu sao lại ở núi nhạc hồ đúng lúc ấy, đánh lui cô gái áo trắng, không ai bị thương mùng 9 tháng 5, Phủ Quốc trượng gặp thích khách, một cô gái áo trắng xông vào Phủ Quốc trượng lúc nửa đêm, giết một nô bộc nhưng chưa làm hại đến đường vi khiêm. Một chuỗi sự kiện xảy ra dày đặc như vậy, hiển nhiên là có mưu tính trừ trước. Mà cô gái áo trắng liên tục xuất hiện khiến giang hồ chấn động, chứng minh đã có thế lực võ lâm mới quật khởi, mà thế lực này rõ ràng nhằm vào những người trong nhóm đường lệ tư là tổ chức phong lưu điềm điều chế tinh quỷ cửu tâm hoàn trong lời đồn sao? Vì sao sát thủ của phong lưu điềm đều là cô gái áo trắng? Lẽ nào chủ nhân phong lưu điềm lại là một phụ nữ hay sao? Chẳng bao lâu sau, cả giang hồ đã hoang mang lo sợ, nhiều người cảm thấy bất an, những lời đồn cứ nổi lên khắp nơi. Có người nói đường lệ từ giết dư khớp phượng làm liên lụy đến bao nhiêu môn phái, đúng là tội ác tài trời. Có người lại nói nếu dư khấp phượng chết mà khiến tổ chức thần bí kia trả thù ác liệt cỡ đó, nghĩa là dư khấp phượng chắc chắn là người của phong lưu điềm không thể sai được. Vậy đường lệ từ giết hắn chính là trừ hại, là anh hùng hiệp nghĩa. Lại có người nói giang hồ gần đây sóng gió liên miên, nếu kiếm hội trung nguyên và các môn phái lớn cứ tiếp tục nằm y ra đó thì chỉ e tai họa sẽ liên tiếp xảy ra anh hùng khắp nơi phải hợp lực với nhau điều tra rõ ràng cái chết của dư khấp phượng nghiêm trị phong lưu điềm giết người hạ độc các kiều gần đây rất ít người dám một mình hành tẩu giang hồ hễ thấy cô gái áo trắng là trong lòng run sợ cứ như gặp quỷ trong mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra vài vụ huyết án người trong võ lâm lại mù quáng ra tay nhắm vào những thiếu nữ áo trắng giết chết mấy thiếu nữ vô tội khiến thủ oán càng tăng trên miêu nha phong trong lan y đình Huyền Úc Nguyệt Đán đang ngồi uống rượu với Đường Lệ Từ. Hai người này đều có tiếng là ngàn chén không say, nhưng thực ra chỉ có Huyền Úc Nguyệt Đán chưa từng say rượu, mà Đường Lệ Từ đã từng say hai lần. Hai lần đó đều đã uống hơn ngàn chén, cho nên hai người này uống rượu như uống trà vậy, mà còn uống rượu nặng nữa chứ. Rượu họ uống là bích huyết đắt ngang vàng, rượu này người thường uống một ngụm đã say, mà vị rượu này nếu không phải sâu rượu cũng không thưởng thức được. Thế mà hai người kia uống như uống trà, nói chuyện phiếm vài câu xong mỗi người một chén, thêm mấy câu nữa lại hớp một chén. Cứ như vậy sáng ngày ra đã uống cạn một vỏ bích huyết giá 500 lượng vàng. Phong lưu điểm xuống tay ra oai, giải quyết giúp ngươi một phiền toái lớn đấy. Huyền Úc Nguyệt đán sau khi uống rượu sắc mặt không hề thay đổi, vẫn non nớt như vậy, giọng điệu hòa nhã như không ngấm giọt rượu nào. Thời cuộc đổi thay, ngươi có dự định gì? sắc mặt đường lệ từ vốn đã rất tốt, sau khi uống rượu lại thêm ửng hồng, giống như trái đào nhuốm hơi rượu, mỹ ngọc ngà ngà men say, trông vô cùng đẹp mắt, ta ngồi đây uống rượu, lẽ ra phong lưu điềm nên đợi kiếm hội trung nguyên và bích lạc cung trai cỏ đánh nhau, để nó làm ngư ông đắc lợi là tốt nhất. Nhưng phong lưu điềm ra tay vội vàng như vậy, chứng tỏ nó có lý do không đợi được. Vậy hẳn là độc dược bán đi hai năm trước sắp phát tác rồi nếu phong lưu điểm im im lặn mất, không còn nguồn thuốc thì người dùng thuốc sẽ đột tử, lại còn lây nhiễm sang người khác, chuyện bán thuốc sẽ lập tức được chứng thực, tình cảnh phong lưu điểm cũng rất bất lợi. huyền Úc Nguyệt đán lại cười cười, nếu không thể im im lặn mất mà vẫn muốn bán thuốc kia thì phải khoa trương thanh thế, ra tay trước giành ưu thế, vẫn coi là một trong những thượng sách. Đường lệ từ vui vẻ uống một ngụm bích huyết, thanh thế rất cao, đáng khen đấy. Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười, ngươi ở lại bích lạc cung uống rượu, tạo ra thế đối lập giữa ta và kiếm hội Trung Nguyên, có dấu hiệu rằng co lâu dài, chính là muốn ép phong lưu điểm sớm hiện thân, tạo thành cục diện chân vạc. Chắc nó tự cho rằng mấy năm qua đã có nhiều người người bị tinh quỷ cửu tâm hoàn khống chế, thực lực bản thân đã không còn yếu. Mà ta ép nó như vậy, nó cũng không thể thu tay lại nữa. Nếu đã mang tiếng tà giáo bán thuốc độc thì nó cứ dứt khoát mở cửa làm ăn khoa trương thanh thế. Đây cũng là bí quyết ăn nên làm ra đấy. Đường lệ từ mỉm cười, nhìn dáng vẻ kiêu căng tự phụ của nó. Hiển nhiên không thèm quan làm như vậy có giúp đường lệ từ được lợi hay không? Huyền Úc Nguyệt Đán nâng chén mỉm cười, ánh mắt xoay quanh chén rượu, không nói chuyện giang hồ nữa. Hôm nay thời tiết thật đẹp, tiếc là trên miêu nha phong không có ao hồ bằng không nhất định sẽ có nhiều chuồn chuồn lắm. Chuồn chuồn, đường lệ từ rót cho mình và Uyển Úc Nguyệt đán thêm một chén, đỉnh núi cao thế này sẽ không có chuồn chuồn đâu. Đúng vậy, ta thích chuồn chuồn, Uyển Úc Nguyệt đán khẽ thở dài, người biết hát không? Trời đẹp thế này mà không ai ca hát thì thật đáng tiếc. Ha ha, đường lệ từ nhớn mày mỉm cười, hát à. Trên trời dưới đất rượu quý nhất, không mọt không đắng vị thông thần một ly buồn nỗ cả sông núi, ba hơi hang lạnh cũng vào xuân. Vui cười giận gắt không câu nể, tỉnh ra chẳng nhớ nổi khách nhân. Thời xưa có thánh đào nguyên lượng, mê rượu, làm quan cũng chẳng cần. Uyển Úc Nguyệt Đán nhìn chén rượu khẽ hát, gương mặt tràn đầy ý cười. Đây là bài từ theo điệu giá cô thiên của Chu Đôn Nho. Phiên âm, thiên thượng nhân gian tử tối tôn, phi cam phi khổ vị thông thần nhất bôi năng biến sầu sơn sắc, tam tiên toàn huynh lãnh cốc xuân. Hoàn hậu tiếu, nộ thì sân, tỉnh lai bất ký hữu hà nhân. Cổ thì hữu có đào nguyên lượng, giải đạo quân đương thứ túy nhân. Đào nguyên lượng tức đào tiềm, danh sĩ nổi tiếng thời tấn, do không chịu được triều đình thối nát nên đã từ quan về ở ẩn. Ồ, đường lệ từ vỗ tay ba tiếng, hát khúc say rượu mà không nhuốm men say, mặt mũi tươi cười đúng là hát không thật lòng thật dạ tí nào hết, miệng hát một đằng lòng nghĩ một nẻo. Y cũng thoáng mỉm cười, giọng nói ôn nhu không có vẻ gì là đùa cợt. 23 năm qua chưa từng say, ta không biết cảm giác uống say là như thế nào. Huyền Úc Nguyệt đán thở dài, ngươi say bao giờ chưa? Hắn nhìn đường lệ từ bằng vẻ mặt ôn nhu, nhìn cứ tưởng rất say mà không say được, sẽ mệt mỏi lắm đúng không? Vậy nhìn cứ tưởng không say, mà căn bản cũng không say nổi thì chắc còn mệt hơn nhỉ khóe môi đường lệ từ khẽ cong hơi men thấm lên mặt sắc môi tươi đẹp lạ thường cứ như nhuộm máu ta từng say rồi say là cảm giác thế nào uyển úc nguyệt đán hỏi chắc lâng lâng lắm nhỉ cảm giác thế nào à nếu ngươi cứ uống với ta thế này sau ba ngày nữa ngươi sẽ biết thế nào là say mấy câu này đường lệ từ chỉ khẽ mấp máy môi mi mắt khép hờ giống như đang dịu dàng ghé vào tay người bên cạnh mà thì thào. Tuy lúc này y không ghé sát bên tay người ta mà thì thào thật, nhưng nếu có cô gái nào nhìn thấy dáng vẻ y như vậy, đương nhiên tim sẽ đập rộn ràng. Nhưng đáng tiếc, huyền úc nguyệt đán lại không nhìn thấy gì cả. Nghe hấp dẫn đấy, nhưng tiếc quá ta không có thời gian. Huyền úc nguyệt đán nói, phong lưu điềm quật khởi giang hồ, nếu nhạn môn và tiêu gia đều gặp nạn diệt môn, còn động đến cả phủ quốc trưởng, vậy thì sớm muộn gì bọn chúng cũng mò đến chỗ ta. Hắn nhấc bình rượu lên, trong bình chỉ còn một ngụm cuối cùng. Uyển Úc Nguyệt Đán mở nắp bình ra uống nốt ngụm cuối đó, mỉm cười nói, chẳng qua không biết ai đến trước, ai đến sau thôi. Người vì ba chữ danh, lợi, nghĩa mà cho ta mượn sức, biết đâu đến khi đó lại hối hận. Đường lệ từ nâng chén kính rượu trời cao, lại hơi dướn người ra đằng trước, thì thầm vào tai huyền Úc Nguyệt Đán, nếu có máu người bắn vào vách núi, thì ngươi có đau lòng không? Sắc mặt huyền Úc Nguyệt Đán vẫn không đổi, nhẹ nhàng nói, ngươi nói xem. Ta nói này, ưu điểm lớn nhất của ngươi chính là làm việc dứt khoát vọn gàng, không bao giờ rông dài. Mà khuyết điểm lớn nhất là dịu dàng chu đáo từ trong xương tùy, cho dù ngoài mặt thở ơ hờ hững đến đâu, nhưng trong lòng sẽ luôn đau đớn. Đường lệ từ lui về nằm dài lên ghế, thư thả nhìn lên bầu trời, thậm chí có đôi khi ngươi sẽ hận chính bản thân mình, phải không? Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười, khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là ác độc mông cuồng, căn bản không coi người khác ra gì, ưu điểm lớn nhất là cho dù ngươi ác độc đến đâu cũng không làm chuyện sống. Kỳ lạ nhất là rõ ràng ngươi có thể sống tiêu sái vui vẻ hơn bất kỳ ai, nhưng hết lần này đến lần khác cứ đâm đầu vào chuyện bao đồng, chỉ có hại chứ không có lợi cho mình. Ta Ta là vì chính nghĩa cho giang hồ, thái bình của thiên hạ. Ta lo chuyện bao đồng, là may mắn của chúng sinh. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, ta không giống ngươi, không đau lòng khổ sở vì ai hết. Một ngày nào đó, sẽ có người cho ngươi nếm thử mùi vị đau lòng. Uyển Úc Nguyệt đã nói, giống như ta, đến một ngày nào đó sẽ biết mùi vị say là thế nào. Đúng rồi, nghe nói ngươi xuất hiện trên giang hồ luôn bế theo một đứa bé sơ sinh đứa bé đó đâu rồi? Sao không thấy người bế nó? Người nói phụng phụng, đường lệ từ vẫn cười nhẹ, hỏi câu này là có ý gì? Muốn biết nhược điểm của ta à? Miêu nhà phong lạnh quá, ta gửi nó ở nhờ nhà người ta rồi. Người rất để tâm đến đứa bé kia, nó là con ai vậy? Huyền Úc Nguyệt đán hỏi. Lúc này trời đã dần tối, tuy hắn không nhìn thấy hoàng hôn nhưng cảm nhận được gió núi dần dần trở lạnh. Con của một người phụ nữ. Đường lệ từ nói, gò má nhuốm men say như trái đảo ngấm hơi rượu nay đã nhạt bớt, nhưng ánh mắt vẫn chưa hết mơ màng. Vậy à, huyền úc nguyệt đán cười nhạt, không hỏi tiếp nữa. Đúng lúc này, thiết tĩnh chậm chậm bước ra, khởi bẩm cung chủ, có người sông lên núi. Trong lúc hắn đang nói, hai người đã nghe thấy tiếng đánh nhau mơ hồ vọng lại từ đỉnh núi cao nhất của miêu nha phong đối diện. Huyền úc nguyệt đán khẽ nhíu mày, ai ở trong hầm thủy tinh? Hầm thủy tinh chính là hầm băng dẫn vào bích lạc cung. Cung chúng ta từ trên xuống dưới tuân lệnh cung chủ, bỏ canh gác ở hầm thủy tinh. Bây giờ người đang ở trong hầm thủy tinh là Trì Vân và Thẩm Lang Hồn, thiết tĩnh bình thản nói, nhưng sông lên núi là thành ôn bào. Đường lệ từ vào uyển Úc Nguyệt Đán nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc. Kiếm hội trung nguyên lại để cho thành ôn bào ra mặt đến bích lạc cung đòi người, đúng là nằm ngoài dự đoán người này võ công cao cường, chẳng để ai vào mắt, ngay đến sư khớp vượng chưa chắc hắn đã coi ra gì, cớ sao lại nghe lệnh từ kiếm hội cơ chứ. Lại nghe thiết tĩnh nói tiếp, thành ôn bào mang vết thương nặng xông vào hầm thủy tinh, chỉ vân và thẩm lang hồn đang canh giữ ở hầm thủy tinh ngăn hắn lại. Thành ôn bào vung kiếm lên vượt ải, ba người đánh nhau, chờ một lát chắc là có kết quả rồi. Hắn nói một chàng mặt vẫn không đổi sắc, mà Uyển Úc Nguyệt Đán và Đường Lệ từ lại hoàng sơ Uyển Úc Nguyệt Đán đứng lên, thành ôn bào bị thương nặng sao? Hắn đến đây không phải là tuân lệnh kiếm hội đến đòi người à? Ai đã thương hắn vậy? Đường Lệ từ nói, hắn bị thương xông vào bích lạc cung, chắc chắn có chuyện quan trọng. Trong lúc nói chuyện, tiếng đao kiếm mơ hồ vọng đến từ đỉnh núi đối diện đã ngừng. Ngay sau đó có hai bóng người lao vụt tới chỉ vân và thẩm lang hồn mang theo một người lao nhanh như gió đến trước mặt đường lệ từ người trên tay thẩm lang hồn chính là thành ôn bào hắn bị thương ở đâu huyền úc nguyệt đán không nhìn thấy vết thương của thành ôn bào bèn lên tiếng hỏi trên người hắn có một vết ngoại thương chỉ là tổn thương da thịt rất nhẹ gây gâu nhất vẫn là nội thương chỉ vân lạnh lùng đáp người này thân mang trọng thương mà còn có thể liều chết xông vào từ hầm thủy tinh nếu hắn không kiệt sức trước khi đến được vách đá, thì ta và thẩm lang hồn phải hạ sát thủ mới ngăn được hắn. Thần thủ khá như vậy mà trên đời vẫn có người đủ sức đánh hắn trọng thương, thật không tưởng tượng nổi. Thẩm lang hồn đặt tay lên mạch môn của thành ôn bào. Thành ôn bào đã kiệt sức, rơi vào mê man, không hề phản kháng, hắn thản nhiên nói, vết thương kia rất lạ, dường như có ngoại lực kích thích khiến nội lực của hắn tự đả thương chính mình, tổ hỏa nhập ma chân khí tràn vào kinh mạch, thương thế rất nặng. Có gây nguy hiểm đến tính mạng không? Huyền Úc Nguyệt đán hỏi, thiết tĩnh đưa hắn vào phòng khách nghỉ ngơi, mời văn nhân thúc thúc trị thương cho hắn. Thiết tĩnh đáp vâng, thầm lang hồn cản lại, đợi đã, vết thương kiểu này dùng thuốc thang bình thường chưa chắc đã trị được. Thành ôn bảo công lực thâm hậu, nếu muốn dẫn chân khí về nguồn thì người cứu hắn phải có nội lực hơn hắn. Bích lạc cung có cao thủ nào công lực cao hơn Thành ôn bào không? Thiết tĩnh ngẩn người, huyền úc nguyệt đán trầm ngâm. Việc này Thành ôn bào là người đứng thứ hai ở kiếm hội, trên đời hiếm có ai công lực cao hơn hắn. Dẫu là dư khấp phượng cũng chưa chắc so được với hắn. Bích lạc cung toàn người già trẻ con, thanh niên trai tráng phần lớn đã thương vong trong mấy lần đại chiến với tế huyết hội. Muốn tìm một người có công lực cao hơn Thành ôn bào, chỉ e thật sự không tìm ra dù có là bích liên y cũng chưa chắc sánh bằng thành ôn bào thẩm lăng hồn hờ hững nhìn sang đường lệ từ ngươi nói xem đường lệ từ ngồi trên ghế mỉm cười ta đương nhiên có thể cứu hắn huyền úc nguyệt đán nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ mi mắt cong cong vết nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra vậy làm phiền ngươi chỉ vân liếc nhìn đường lệ từ ngươi tự cho là công lực cao hơn hắn à đường lệ từ tao nhã lễ độ đáp đương nhiên rồi chỉ Vân lạnh lùng nói, thật không nhìn ra trình độ của ngươi cao đến thế đấy. Đường lệ từ khẽ cười, sông sâu tĩnh lặng lua chín cúi đầu, ấy mới là đạo lý làm người đúng đắn. Người kêu căng hống hách thế kia, bảo sao đi đâu cũng chọc người ta ghét. Chỉ Vân lạnh lùng đáp, ta thích chọc người khác ghét đấy. Khóe miệng thiết tĩnh thoáng lộ nụ cười, không biết hắn cảm thấy đường lệ từ tự nhận bản thân sông sâu tĩnh lặng, lua chín cúi đầu buồn cười hay là cảm thấy hai người này cãi nhau thật vô vị. Thẩm lang hồn sắc mặt hờ hững, nhấc thành ôn bào lên đi về hướng phòng đường lệ từ. Rất lâu sau đó, vào lúc nửa đêm, thành ôn bào nặng nề thở hắt ra một hơi rồi từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng. Những chuyện xảy ra suốt 30 năm lướt qua đầu, trong trí nhớ của hắn, từ ngày đặt chân vào giang hồ đến nay hắn chưa từng bị thương nặng thế này, cũng chưa từng chịu thiệt lớn đến vậy với tinh khí của hắn lẽ ra phải coi đây là chuyện vô cùng nhục nhã nhưng không ngờ tâm tình hắn lại hết sức bình thản giống như đã đợi ngày mình chịu thua dưới tay kẻ khác từ rất lâu rồi trong phòng vẫn chưa thắp nến bóng tối bao trùm ngoài cửa sổ vốn có ánh sao nhưng lại bị bức chứng ngăn lại ánh sáng hết sức mịt mờ chỉ mơ hồ nhìn ra góc cạnh của bàn ghế đây là đâu hắn chỉ loáng thoáng nhớ ra sau khi trọng thương hắn đứng giữa trời băng đất tuyết chỉ đành vung kiếm lao thẳng lên đỉnh núi. Sau khi xông vào một hầm băng thì trong hầm có người ngăn hắn lại, còn đó là kẻ nào thì lúc bấy giờ đầu óc hắn đã rơi vào mê loạn, hoàn toàn không thể nhận biết, sau đó xảy ra chuyện gì hắn càng không nhớ nổi. Hít thở mấy hơi thật sâu, khi tức trong ngực đã hơi thông thuận, nội thương cũng chuyển biến tốt hơn nhiều. Rốt cuộc là ai đủ công lực để trị thương cho hắn, nơi này rốt cuộc là đâu? Sau khi điều hòa hơi thở, tầm mắt đã rõ ràng hơn hắn thấy trong phòng không có ai trên bàn này một lư hương nhỏ bằng từ kim hoa văn tinh sao. mấy luồng khói nhẹ màu xanh nhạt lượn lờ quanh quẩn nơi tia sáng mỏng manh hắt vào từ khe cửa sổ không biết là hương gì người thử cũng không có mùi vị đặc biệt chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái dễ chịu từ từ ngồi dậy biết bây giờ đã là nửa đêm thành ôn bào điều tức hồi lâu rồi xuống giường vén rèm lên mở cửa sổ ra bên ngoài trăng sao lấp lánh cây xanh mọc thành rừng gió núi vù vù phóng mắt nhìn về phương xa chỉ thấy biển mây hiển nhiên hắn đang ở trên đỉnh núi gió núi thổi qua khiến đầu óc đang choáng váng cũng thanh tỉnh hơn một chút trong giây lát hắn cảm thấy cõi lòng thật khoan khoái mà đầu óc vừa tỉnh táo trở lại hắn chợt nghe một tiếng nhạc vô cùng mảnh vô cùng yếu ớt truyền đến từ một nơi cách đó không xa tiếng nhạc này không phải tiêu cũng không phải sáo hình như thổi mà không phải thổi chẳng biết nhạc cụ gì có thể phát ra âm thanh kỳ lạ như thế mà điệu nhạc này xa xôi thăm thẳm tuyệt đối không phải tiếng gió thổi tự nhiên thành ôn bào lần theo âm thanh trong đêm khuya yên tĩnh tiếng nhạc kia văng vẳng tiêu điều không có âm nào rộn ràng vui vẻ nhưng cũng không phải tình cảm bi thương phảng phất như một người cõi lòng trống rỗng gió lùa vào lòng hắn tạo thành tiếng vọng. Không hiểu vì sao, thành ôn bào chợt nhớ ra hơn 10 năm qua chinh chiến giang hồ, vì danh lợi vì đạo nghĩa, vì kẻ khác và vì chính mình. Sau lưng là máu tanh, dường như hắn đã đạt được thành tựu to lớn, nhưng hai bàn tay vẫn trống trơn như chưa từng nắm giữ được gì. Đi theo âm thanh kia đến cuối rừng cây, hắn thấy một vách núi, tiếng nhạc vang lên từ bên dưới. Thành ôn bào chậm chậm đi đến mép vách đá nhìn xuống, chỉ thấy lưng chừng vách núi có một mỏm đá nhô ra, trên mỏm đá này không mọc cỏ cây, chỉ có một tán thông thấp bé khô héo xác sơ nghiêng mình lên mỏm đá. Một người lấy cây thông làm ghế, ngồi trên cành thông, tay trái cầm nửa cây sao ngắn, món trỏ tay phải ấn nhẹ lên lỗ sáo. Gió núi ảo ảo lùa vào ống sáo phát ra âm thanh, món trỏ của y đặt trên thân sáo ấn nhẹ từng lỗ nhỏ, cây sáo ngắn bị gãy liên tục phát ra tiếng nhạc, tiếng sáo trống rỗng tựa như tiếng gió. người này là đường lệ từ, sao lại là y ngồi ở nơi gió lớn thổi điên cuồng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống để làm gì? y không phải cái kẻ không phân biệt phải trái đúng sai, vì muốn điều tra bí mật tinh quỷ cửu tâm hoàn mà tự cho mình quyền lấy giết chóc, ngăn giết chóc, tự coi mình là đấng cứu thế của thiên hạ đó sao? đêm hôm khuya khoát ngồi dưới bách đá làm gì? suy ngẫm thiên hạ đại sự à? Gương mặt thành ôn bào lộ rõ vẻ châm chọc. Một kẻ mang đầy DC vọng và dã tâm mà cũng học đòi hiền nhân sơn dã ra đây hứng gió ngắm trăng sao. Hắn mấp máy môi đang định nói, đột nhiên phía sau cách hắn không xa có người khẽ thở dài, "Suỵt, đừng nói gì cả. Giọng nói kia dịu dàng non nớt, hẳn là một thiếu niên, xem ra hắn đã ngồi trên vách núi này một lúc lâu rồi. Gió núi quá lớn, hơi thở của hắn lại nhẹ bẫng, mà mình thì đang trọng thương nên không phát hiện ra. Thành ôn bào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới gốc đại thụ cách hắn chừng 10 bước có một thiếu niên mặc áo màu lam nhạt đứng dựa vào cây, ngẩng mặt nhìn trời nhưng hai mắt nhắm nghiền lại, dường như đang lắng nghe. Ngươi là ai? Thành ôn bào ngắm nghĩa thiếu niên áo lam này một lượt từ đầu xuống chân. Từng ấy tuổi, tướng mạo thế này, sống trên đỉnh núi tuyết, không lẽ người này là thiếu niên áo lam lên tiếng, ta họ huyền Úc, tên là Nguyệt Đán. Còn người thành ôn bào khẽ biến đổi, đây là Bích Lạc Cung, người cứu ta à? Uyển Úc Nguyệt Đán lắc đầu, người cứu ngươi đang ngồi dưới vách đá. Thành ôn bào hờ hững à một tiếng, quả nhiên, Uyển Úc Nguyệt Đán giơ món tay lên sát miệng, duyệt, chớ lên tiếng. Thành ôn bào khẽ nhớn mày, im lặng tập trung lắng nghe. Giữa gió núi điên cuồng gào thét, tiếng sáo đất quãng dưới vách núi vẫn chưa ngừng lại, lay lắt giữa tiếng gió núi cứng cỏi như lưỡi đao, vậy mà vẫn nghe được rõ ràng. Nghe một lúc, thành ôn bào lạnh lùng nói, phải nghe cái gì? Huyền Úc Nguyệt đán nhắm mắt, im lặng lắng nghe, y là một người rất cô quạnh. Thành ôn bào lạnh lùng nói, hành tẩu giang hồ có ai không cô quạnh? Huyền Úc Nguyệt đán khẽ mỉm cười lắc đầu, y là một người rất cô quạnh, nhưng ngươi nghe tiếng sáo của y đi, đến bản thân y còn không biết, y không biết mình rất cô quạnh, cho nên mới có tiếng sáo như vậy. Thành ôn bào hỏi, vậy sao? Huyền Úc Nguyệt đán hỏi lại, Thành Đại Hiệp không nghĩ vậy à? Thành ôn bào cất giọng bình thản, một kẻ ngông cuồng ích kỷ, thủ đoạn ác độc, bụng đầy dã tâm, đương nhiên sẽ không biết thế nào là cô quạnh. Huyền Úc Nguyệt đán mở mắt ra, ngông cuồng ích kỷ, thủ đoạn ác độc, bụng đầy dã tâm thành đại hiệp cho là đường lệ từ nổi lên trên giang hồ. Điều tra vụ án tinh quỷ cửu tâm hoàn là vì dạ tâm, muốn gây dựng danh tiếng địa vị cho mình, muốn nắm trong tay đại cục giang hồ để thỏa mãn bản thân, không phải vì thiên hạ chúng sinh chân chính. Vì thế đường lệ từ mới không từ thủ đoạn, chẳng hề quan tâm mình có giết oan người vô tội hay không, chưa nói chuyện rõ ràng với võ lâm đã ra tay giết người, khuấy đảo thế cục giang hồ, khiến lòng người hoang mang. 12 chữ kỳ ý là như vậy sao? Thành ôn bào lạnh lùng đáp, cứ coi là thế đi. Nhưng ta thấy y nhúng tay vào thế cục giang hồ không hoàn toàn vì muốn nắm giữ quyền lực giang hồ, gây dựng danh tiếng địa vị. Huyền Úc Nguyệt đán chậm rãi nói, đương nhiên, y là một kẻ tràn đầy đê xê vọng, muốn nắm thật chặt danh lợi, chính nghĩa, quyền thế, địa vị, tiền bạc trong tay. Mà với tài năng của đường lệ tư, cái gì cần nắm cũng đều nắm được rồi. Thế nhưng, dc vọng mãnh liệt nhất của y lại không phải khát khao những thứ này hai mắt hắn mở to lấp lánh rực rỡ dưới ánh trăng trông vô cùng đẹp đẽ mà là khát khao tình cảm phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn